Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Mọi người có thấy tôi khác cái gì không? Kiểu tôi đang rất là hân phấn luôn á. Đó chính là tôi đã được nhận làm đối tác của game Play Together. Trời ơi, tính được không? Trời, tôi mừng xỉu luôn á mọi người. Xin lỗi mọi người về cái sự quá khích này nha, nhưng mà thật sự sáng nay kiểu tôi không biết gì hết. Cái tự nhiên em tôi nhắn là chị, hình như chị được nhận làm đối tác của game rồi kìa, tên chị xuất hiện chữ P màu đỏ. Kiểu tôi nói, ủa thiệt hả? Cái tôi vô game liền, vừa thấy chữ partner một cái là tôi kiểu sướng rang cả người, unbelievable luôn á. Tại trước giờ toàn mấy anh chị nổi tiếng như là Mr. Vịt nè, chị VV nè, chị Bubblegum nè, chị Damomo nè, đó toàn là nhân vật nổi tiếng được làm partner, nên là kiểu ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn. Để tôi cho mọi người xem cái cảnh mà lúc buổi sáng tôi mới vô này đó. Đoạn này là mới vô mới biết là mình có cái chữ đỏ rồi, là rất là vui á. Đứng chụp hình với em úp đồ này kia. Rồi tới đây tôi sẽ cho mọi người xem là làm đối tác của game này tôi sẽ được nhận gì nha. Mọi người có thấy cái mục mà không có cái hình gì đây không? Thì đây sẽ là cái vé VPass của mùa này nha. Tức là tôi sẽ được tặng cái bộ đó, rồi sẽ được thêm 3.000 điểm vương miện để mở toàn bộ cái gói đó và 400 kim cương. Ok, bây giờ cùng vào nhà và xem cái mùa VPass mới này chúng ta sẽ có những cái gì nha. Đó, trời ơi, tên tôi có chữ P kìa mọi người. Xịn quá, xịn quá, xịn quá. Chà, vào nhà rồi mới biết là nhà không có cái chỗ nào để xây luôn, để tôi dẹp cái khu vực này đó nha. Ok, tôi đã sẵn sàng để unbox cái vé VIP mùa này rồi. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và đây chính là mùa VPass mùa này, là mùa nông trại cừu lông xù. Chúng ta sẽ có tất cả 11 món cùng 7.000 tiền sao và 10 kim cương. Cái mùa VPass lần này làm cho mình có cái cảm giác là thời tiết đang ấm dần lên, thế nên là cây cối đang phát triển và tới cái mùa chúng ta thu hoạch, chúng ta gặt hái. Thêm nữa là mình cũng bắt đầu có cảm giác là mùa xuân thật sự đã đến rồi. Ngay cả cái ảnh bì mà trên Play Together ở Facebook thì nhà phát hành game cũng đã chuyển sang mùa xuân. Thì mình rất là mong chờ sắp tới trong Plaza nó sẽ được cập nhật mùa xuân đó mọi người. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào chuyên mục chính là review cái gói VPass này nha. Món đầu tiên mà chúng ta nhận được sẽ là một cái cần câu ngô. Tôi tin là mấy cái bạn mà kiểu hệ người chơi câu cá là không thể nào mà bỏ qua cái mùa VPass này rồi. Chưa bàn tới cái hiệu năng công suất của cái cần câu này nha. Nhưng mà bởi vì nó xuất hiện trong mùa VPass, tức là cái cần câu hiếm nó chỉ xuất hiện đúng một lần này thôi, thế nên là mấy bạn phải cân nhắc đó nha. Món tiếp theo đó chính là một cái mũ cừu. Trời, cái mũ ngộ quá vậy. Có chắc là đội cái mũ này vào là không phân biệt được đâu là cừu đâu là em không? Trông nó hơi ngố ngố ngộ ngộ. Tôi phải tìm cái đầu tóc nào mang vừa hợp với cái mũ này thôi, chứ nhìn nó buồn cười quá. Ok, và có cái mũ thì chắc chắn là sẽ có bộ đồ. Đây chính là bộ đồ cừu, hóa thân thành một chú cừu lông xù mịn. Tôi nghĩ là đã mặc bộ đồ này thì chắc chắn là phải chỉnh cái thân hình bé hoặc là thân hình vừa. Chứ bộ này mà mặc cái thân hình cao hay là cái thân hình bự thì nó thì sẽ giống một chú hề hơn là một con cừu đó. Và tất nhiên chúng ta sẽ có giày cừu. Đây là mấy cái móng của con cừu này mọi người. May là cái móng này màu đen, chứ móng này màu hồng là tôi tưởng đó móng heo mọi người. Trời, tự nhiên nói thèm giò heo ghê. Và vì đã hóa thân thành một chú cừu, thế nên chúng ta không thể nào thiếu một cái hàng rào cho con cừu được. Nhưng mà cái hàng rào này không phải cừu đứng, mà là thú cưng của mình đứng nha mọi người. Mà hàng rào ép, thế nên chỉ có thể là thả một em vào thôi. Một em thì hơi ít ha, thường thì phải có mấy con chạy đi chạy lại trong cái chuồng mới vui chứ đúng không? Đó, tiếp theo chúng ta sẽ nhận được một cái bảng hiệu nông trại. Đặt tên trang trại của chúng ta là gì bây giờ? Wow, hình như là cái bảng hiệu này có thể viết tên lên đó mọi người. Có cái ô trắng trắng phía trên kìa. Để lát nữa thử xem thử là mình có thể viết tên được không nha. Nếu mà viết thì chắc là tôi sẽ viết chữ Sunny á, chứ chữ Sunny Trang thì nó dài quá, viết chắc không đủ. Wow, tiếp theo là một cái chuồng gà. Nên mấy cái chỗ nông trại mọi người là hay có mấy cái chuồng gà này lắm. Cái chuồng này nhìn xinh ha, không biết nó có to không ta. Có một con gà mái trong chuồng, một con thì chắc không to rồi. Cái này có được mở ra không? Quên, mình đi review cho mọi người mà tự nhiên hỏi mọi người Nhi này dấu duyên ghê. Ok, tiếp theo chúng ta là cái gì đây? Nó là một cái hàng rào thú cưng nông trại. Cái này nó là size lớn hơn của cái hồi nãy. Hồi nãy mới kêu là một chuồng sao đủ, giờ có thêm cái này thả ra hai con. Vừa đẹp quá, hợp lý. Game sau này mà nó cho ra cái thú cưng là con cừu thì hay ha. Rồi, ok, tiếp theo là một cái thùng công cụ nông trại. Ủa, cái này có mấy cái công cụ này đâu có lấy ra được không? Hay là mình có thể bỏ mấy cái cần vô không ta? Để coi lát nữa mình có dùng được cái gì với cái này không nha. Trời, nãy giờ ngoài cái mấy cái món này ra tôi còn được nhận quá trời tiền với kim cương luôn. Tôi sắp giàu rồi mọi người ơi. Thêm một món mới là cối xay gió nông trại. Ủa, cái cối này nhìn xinh không mọi người? Cái đuôi nó cứ lắc qua lắc về kìa. Bên cạnh nó có một cái cầu thang nữa.
có leo lên được không ta? Chà, mới nhận cái cối xay gió xong, trong đầu tôi nảy ra một cái ý tưởng là sẽ xây cái khu vực này trong nhà mình, nhưng mà tôi không tiết lộ cho mọi người là khu vực gì đâu. Comment đoán thử xem nha. Ok, và món cuối cùng cũng đã xuất hiện, đó chính là tường đài thú bông cừu nông trại. Trời trời, trông nó giống cục bông gòn thấy ghét không? Còn đứng trên cái ôn rơm nữa chứ, dễ thương ghê. Ok, giờ thì đi xuống cái phần vé miễn phí mà bình thường chúng ta làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được nhận á. Tôi sẽ nhận hết một lần luôn nha. Đầu tiên thì để tôi nhận hết cái đống tiền sao với là kim cương đã. Sau đó thì chúng ta sẽ mở hộp thường và hộp cao cấp xem nhân phẩm của Nhi hôm nay thế nào. Thiệt tình mà nói thì cũng phải 2-3 mùa V-Pass rồi tôi không mở được cái hộp cao cấp luôn mọi người. Tại biết sao không? Tại đâu có chơi cày nhiệm vụ đâu, vô game cái làm gì á. Không hề đi làm nhiệm vụ để mà lấy vương miện luôn. Cái cũng không có mở món nào ở trong cái vé miễn phí này luôn. Chỉ có là nghe được cái hộp thường thôi. Nay mở được lại cái hộp cao cấp mà trong tim cũng sốn sang ghê. Tự nhiên thấy mình sang quá mọi người. Hôm trước mới đăng cái video tiêu hết 200 kim cương vô cái bộ đồ mẫu giáo kìa. Xong cái hôm nay có kim cương lại rồi, chắc sắp tới tôi sẽ mở hộp cho mọi người xem nha. Với là có tiền sao rồi thì tôi sẽ chăm thiết kế với là gợi ý ý tưởng để coi cho mọi người nha. Tới công chuyện với Nhi luôn. Ok, xong giờ chơi trò chơi nhân phẩm với Nhi nha. Chà, hôm nay Nhi có một cái cảm giác là mình sẽ hên đó mọi người. Mở xem. Thật là không còn gì để nói. Nhờ phát hành game kiểu Nhi có cảm giác là một chuyện mà nhân phẩm của Nhi là một chuyện nha. Thế mở đầu mà xui là thấy không xong rồi đó. Thấy hơi căng thẳng rồi nha. Không lẽ hộp thứ hai cũng xui nữa đúng không? Không lẽ là ra khối? À, ra khối thiệt mọi người. Một khối nhạt, một khối đậm. Có tâm quá ha. Ừ, có tâm ghê vậy. Rồi mở hộp cao cấp. Trời ơi, lâu rồi tôi không được mở hộp cao cấp nè. Hộp thường mà xui thì cũng đành đi, hộp cao cấp mà xui là nghỉ chơi nha. Bồn rửa mặt, ủa mình có mới cái bồn rửa mặt tuần trước mà. U là chở cái thời trang gì đây, thun tay ngắm mầm non hả. Hoa lá cành đồ ha, mùa xuân đồ ha. Ấm áp quá à. Thời trang xúc phạm ghê vậy. Nữa khối nữa, gì vậy? U là trời, thấy mấy quần. Không lẽ bằng cái quần đùi này phối với cái áo hồi nãy hả? Cho cái bộ hợp lý ghê á. Trò nhà phát hành có tâm ghê á. Thôi ngày nay là không còn cái tâm trạng nào để mở hộp sang trọng nữa. Giờ ra gì? Ủa? Ủa alo? Gì vậy? Mới giờ có. Ủa cái này. Ủa cái phao nữa tôi cũng chưa có luôn. Hai món chưa có. Coca. À không cũng được. Trời, hai món rồi. Lần đầu tiên mở hộp sang trọng mà ra được cái món luxury đó nha. Thôi ngay đó là vui đó. Giờ lôi hết mấy cái đồ vừa mở được ra cho mọi người xem nha. Rồi ok, đầu tiên là mình thử cái bộ đồ trước nha. Cái mũ nè, cái bộ đồ nè. Thêm đôi giày nữa. Rồi giờ kêu bebe coi thử giống cừu không. Nghe giống dê hơn đó. Ok, tiếp theo là cái cần bắp. À đâu, cái cần ngô. À không, ngô bắp giống nhau mà. Ồ, đây, trời. Cái cần nhìn cute vậy. Múa dữ chưa thôi. Đi review tiếp nè. Qua bên kia coi mấy cái đồ kia đi. Cái này là cái hộp đựng công cụ hồi nãy nói nè. Nhưng mà hình như là, ồ đúng rồi, nó không có dùng được gì hết. Nó chỉ để trưng bày cho đẹp vậy thôi. Còn bên này là cái cổng. Ghi được chữ này tôi đoán không sai mà. Rồi giờ ghi chữ Sunny vô nha. Chứ ghi chữ Sunny Trang nó không đủ chỗ. Ôi trời, quá đẹp. Rồi ok, tiếp theo. Được rồi, đi. Trời, phải chào cái mới chịu cơ. Rồi tiếp theo bên này là cái chuồng gà. Bấm vô cái nó mở cửa ra, nó kêu tiếng gà mái. Rồi đóng lại, không có gì hết. Chứ đoạn này bấm vô mà nó kêu tiếng ỏ ho o mới căng nè. Đâu ra cái tiếng gà trống mà nó nằm trong cái chuồng gà mái được đúng không? Rồi qua bên cái trang trại bên này thì tôi sẽ thả mấy em thú cưng của tôi vô. Chắc là vài bữa sẽ xây ra cái khu vực gì nhìn cho giống cái nông trại thú cưng xí. Cái cối xay gió này thì ban đầu tôi tưởng là nó phải to lắm. Nhưng mà giờ nhìn lại nó cũng không to. Nhưng mà cũng ok thôi, có cầu thang bên này nhưng không đi lên được. Mọi người xem nè, đó. Cái con cá bông này ngộ chưa, mọi người đi tới gần là nó sẽ tung cái bọt ở trên đầu ra á. Trời, lúc đầu tôi tưởng con cừu mà té ra là con cừu đang gội đầu nha mọi người. Quá trời xà bông luôn. Rồi mọi người nhìn xem có giống hai chị em sinh đôi cùng cha khác ông nội không. Trời, quá trời giống luôn á. Ok, vậy là Nhi đã review xong cái gói V-Pass hôm nay rồi. Mọi người có thích không? Nếu thích thì hãy comment cho tôi biết nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích hãy để lại cho Nhi một like. Và tất nhiên là mọi người sẽ thích rồi. Tạm biệt mọi người nha. Sayonara.